Implant là những giống như là những cái chân răng nhân tạo bằng cái vật liệu rất là đặc biệt là titanium. Thì bác sĩ sẽ dùng cấy trong cái xương hàm của bệnh nhân và dùng thay thế cho những cái răng đã mất. Thì như vậy implant là coi như đó là một cái chân răng nhân tạo, thì có thể chỉ định trong trường hợp là bệnh nhân bị mất một răng, mất nhiều răng hay mất toàn bộ răng hàm thì đều có thể sử dụng implant để phục hồi lại những cái răng đã mất đó. Quy trình mà cấy điều trị implant thông thường nó sẽ có là những cái bước chính sau đây. Đầu tiên là chẳng hạn như là thường cô chú hay là những cái bệnh nhân mà mất răng đó thì phải đến khám trước. Thì như vậy đến khám đó thì bác sĩ sẽ lấy những cái thông tin cần thiết, chẳng hạn cái thông tin về cái xương hàm là bằng cách là cho chụp cái côn beam CT. Rồi thông tin thứ hai là khám những cái tình huống răng trên miệng, rồi những cái tình trạng về sức khỏe toàn thân, chẳng hạn về tình trạng đường huyết, về tim mạch, vân vân. Thì đó như vậy đó là cái lần hẹn đầu tiên là để khám và thu thập những cái thông tin. Rồi cái lần hẹn cái giai đoạn thứ hai là có thể là giai đoạn cấy implant, giai đoạn phẫu thuật cấy implant. Thì như vậy cái cấy implant đó nó sẽ diễn ra sau khi mà bác sĩ đã chắc chắn có mọi thông tin cần thiết về tình trạng xương cũng như là cái tình trạng sức khỏe toàn thân thì mới đến giai đoạn cấy implant. Thì cấy implant tức là bác sĩ sẽ cấy cái implant là những chân răng nhân tạo đó vào trong xương hàm và sau đó thì đợi cho cái implant nó lành thì mới bước qua giai đoạn thứ ba là giai đoạn sau cùng, tức là làm cái răng giả trên implant. Thì khi đó bác sĩ phục hình sẽ lấy có những giai đoạn như là lấy mẫu thử răng và có thể gắn cái phục hình trên implant. Về nôm na là sẽ trải qua những cái bước chính đó để thực hiện một cái điều trị implant. Implant Hàn Quốc hay là hầu hết tất cả loại implant nó đều có một cái vật liệu chung, đó là cái hợp kim của titanium. Đương nhiên thì những cái implant của châu Âu, của Thụy Sĩ thì cái thiết kế cái bề mặt, cái thiết kế đại thể nó sẽ hơi khác, nó sẽ ưu việt hơn. Nhưng mà implant của Hàn Quốc cũng có thể sử dụng rất là tốt và có kết quả lâu dài. Một cái nhược điểm của implant Hàn Quốc đó là cái thời gian ra đời sẽ ngắn hơn. Cho nên là cái thời gian theo dõi cho bệnh nhân có thể nó không có lâu dài như là những cái loại implant của Thụy Sĩ chẳng hạn. Tuy nhiên thì lưu ý đó, thì cái việc mà kết quả thành công lâu dài của điều trị implant thì cái quan trọng nhất vẫn là yếu tố về mặt chuyên môn và kiến thức và kỹ năng của bác sĩ hơn là cái loại implant mà sử dụng. Thì có nghĩa là một cái chúng ta dùng implant Hàn Quốc, tuy nhiên cái chẩn đoán của bác sĩ, cái chỉ định rất là đúng, kiến thức rất là tốt, kỹ năng rất là tốt, chăm sóc của bệnh nhân rất là đảm bảo, thì như vậy vẫn có thể đem lại kết quả lâu dài.